Chiều ngày 23 tháng 8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra công văn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Con Tâm, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Viện Vật lý Địa cầu, đề nghị ứng phó hiện tượng động đất và nguy cơ tiếp diễn động đất tại khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Theo thông báo động đất từ Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàng lâm Khoa học Việt Nam, hôm nay ngày 23 tháng 8, liên tiếp xảy ra ít nhất 5 trận động đất tại huyện Con Plong, tỉnh Con Tum và một số khu vực lân cận. Trong đó có trận động đất mạnh 4,7 độ Richter. Dư chấn động đất đã lan tới Quảng Nam, Đà Nẵng và nhiều nơi khác cũng có thể cảm nhận được. Công văn đề nghị các cơ quan nêu trên khẩn trương triển khai tới cấp huyện, xã về việc kiểm tra, đánh giá tác động và mức độ ảnh hưởng của các trận động đất đã xảy ra đối với nhà ở của nhân dân, trụ sở làm việc, trường học nội trú và các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các hồ đập thủy điện, thủy lợi. Trước đó vào khoảng 14 giờ 10 ngày 23 tháng 8, ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn huyện ghi nhận một trận động đất có cường độ rung lắc lớn nhất từ trước đến nay nhiều người cảm nhận được sự rung lắc các chốt cửa phòng làm việc bị bung sau đợt động đất tại thành phố tam kỳ huyện tiên phước thị xã điện bàn thuộc tỉnh quảng nam cũng ghi nhận rung chấn của trận động đất này